ngày hôm nay thì video clip lần này thì vừa mới về được một lô loa của Pioneer cộng với đó là ngày hôm nay thì vừa dọn kho rất là sạch sẽ đẹp đẽ ở đây rồi thì cũng như là giới thiệu để cho bác một vài các cái mặt hàng bên cửa hàng em đang phân phối và đang bán bác nào đang có nhu cầu sắm sửa những đôi loa hàng chất hàng xịn đấy những dòng loa hàng ngon thì có thể liên hệ ngay với bên em nhé bác nào đang muốn mà lấy cả một bộ cấu hình karaoke có thể liên hệ ngay với em luôn và mở đầu video ngày hôm nay thì em đang có một cái dòng loa của sesuri uh, uh, dòng loa này của uh, hàng của canada các bác nhá dòng loa của canada thì còn một cặp con này sẽ có một con bị mất e căng đấy nói trước các bác có một con bị mất e căng rồi và con này thì thanh lý giá rẻ các bác cái thùng này của nó nhá là toàn bộ là thùng gỗ ép và con này thì sơn sần nó chống nước toàn bộ luôn thế nên là các bác khi chơi cũng cực kỳ là yên tâm luôn và với một đôi loa như thế này các bác này nhìn của nó là toàn bộ là gân của nó gân vải tẩm dầu các bác nhé dân gân vải tẩm dầu 100% trăm cho tất cả các bác đấy hàng ngon lành cành đào dòng uh, loa b đấy thương hiệu b của uh, con này là model c series con này nó không ghi rõ model tại vì nó dòng này rất là cổ rồi các bác đây thế mặt đằng sau được các bác đấy model nb 612 các bác nhé nb 6 con này là series nb 612 tức là loa bát 30 các bác nhé dòng sản phẩm hàng xịn chính hãng 100% trăm luôn ấy con này thì ngày xưa em bán rất là chạy nhưng mà nói chung là à, bây giờ thì thời điểm hiện tại bây giờ thì nó cũng đã rất là cũ rồi cộng với đó là nó đã có thời gian như thế này rồi thì thành ra em sẽ thanh lý giá rẻ cho bác với một cặp này ngày hôm nay thì bác nào mà lấy dòng cd uh, ấy thanh lý cho bác giá nó chỉ loanh quanh khoảng tầm 2 triệu 2 triệu mốt thôi hai triệu mốt được các bác nhá ok bên này thì báo giá cho bác về dòng loa Martin của London, Martin London, hàng bãi xịn của Anh Quốc, hàng loa tháo phòng coi nhá. Con này thì loanh quanh còn 1, 2, ba đôi gì đấy. À, giá bán công khai cho bác là 5 triệu rưỡi. Đấy, con này là một bát 30 gân vải tầm dầu 3 lớp sóng các bác nhá. Và một chép của nó là chép uh, 130 côn 44, bát của nó là bát 30 côn 76 từ 190 à con này là từ 200, từ 200 Côn 76 các bác nhá. Dòng này các bác chơi sự kiện gia đình phòng 3 club phòng hát thoải mái luôn. Anh em chơi thoải mái không vấn đề gì. Giá bán công khai 5 triệu rưỡi. Đấy, tiếp theo ở trong này thì có mấy dòng mẫu loa của RCF này, RCF vỏ cong này, con này đang bán là giá là 4 triệu uh, 500 000 đồng một đôi. À uh, bass 30 côn 76 từ 190, chép 120 côn 44 các bác nhá. Đó, dòng này thì dòng loa RCF của Italy. Tiếp theo bên này dòng loa LA tích dòng loa LA của Mỹ đây các bác dòng loa LACV CV12, dòng này thì giới thiệu siêu siêu nhiều lần rồi. Đấy, siêu siêu nhiều lần rồi. LA Authentic nhá. Ở đây thì vừa mới về được lô loa này nó lanh quanh khoảng tầm 20 cặp. Đấy, 20 cặp. Dòng LACV12 các bác, made in USA các bác nhá. Bác nào mà ưng cái dòng loa bát 30 mà vip thì hãy chơi hẳn dòng LA này thì nó sẽ ok hơn các bác nhá. À 6 triệu 200 000 đồng một cặp. Đấy. À loa bát 30 à, Côn 76 từ 190 Chép à, 130 Côn 44 Đấy dòng này thì tem mát logo đầy đủ cho các bác Đi vào sâu trong này một chút Thì em đang có những cái dòng loa Bát 40 của JBL Dòng loa SRX715 dòng loa bát 40 của JBL các bác nhé Tem mát thì gọi là đầy đủ cho các bác luôn Tem của JBL đầy đủ cho các bác luôn nhá Dòng sản phẩm hàng chính hãng nhập khẩu của USA đây các bác Hàng chính hãng nhập khẩu USA Đấy RCF À giờ, F, SRX715 dòng sản phẩm made in USA hàng chính hãng 100% cho tất bác luôn nhá. Đấy có hai chế độ đánh passive và BI đấy các bác. Đó hai dòng sản phẩm là dòng sản phẩm này thì cực kỳ vip luôn rồi. Hàng chính hãng made in USA 100% các bác nhá. Dòng loa bass 40 thì khỏi phải bàn rồi. Công suất đánh cực kỳ khủng. Anh em chơi ngoài trời, anh em chơi ngoài trời chơi sự kiện thì cực kỳ là hợp lý luôn. Và Trước khi vào giá bán thì em có mở bung hết Nỗ nội thất ruột gan của nó đây rồi. Các bác nhìn phần củ tép, củ tép này rất là to nhé. Củ tép này là 100 từ đây sang đây nó loanh quanh 140, 130, 130, từ đây sang đây nó loanh quanh từ 130. Côn con này là côn 44 các bác nhá. Đấy và các bác nhìn cái họng chẹn kèn của nó này cũng rất là khủng luôn. Nhìn cái củ kèn này của nó cũng rất là to luôn các bác nhá. Đó. Phần bên trong, được chưa Ok, còn phần củ bát nhá phần của bát đây các bác nhìn của bát từ của nó từ 200 từ 200 côn 76 các bác nhé từ 200 côn 76 đấy dòng này từ 200 côn 76 cái uh, xương này toàn bộ bộ là như kiểu xương đúc với các bác nhé nhẹ này rất là ngon được chưa và phần bên trong quay cho bác xem về phần bát mặt bát của nó đây các bác bát của con này là bát 40 bát 40 các bác nhé bát 40 gân của nó là gân vải tẩm dầu hai lớp sóng và toàn bộ là gân vải tẩm dầu sóng béo và bên trong đầy đủ cho bác nhìn này cái phần 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 gì nhỉ? phần dầu của nó này, phần dầu này. Đấy nó vẫn rất là ấm luôn, vẫn rất là ấm luôn. Vì thế nên là dòng này là một trong những dòng loa mà có cái chất âm hành rất là hay. À, dòng SRX715 giá bán công khai cho tất cả bác và anh em, giá ngày hôm nay thì siêu sale luôn, giá 7 triệu 200.000 đồng cho một cặp 7 triệu 200.000 đồng cho một cặp đã bao gồm phí giao hàng phí vận chuyển cho tất cả bác và tặng đầy đủ các bác dây rắc nhé. bởi vì lâu lắm rồi em mới không lên cho bác những dòng loa bát 40 thì ngày hôm nay để lên cho bác dòng loa bát 40 để các bác chơi rất là hay luôn đấy tháo ốc yếp các dàn cho bác gọi là sâu hết tất cả cho bác rồi anh em và các bác nào đang có nhu cầu sắm một đôi loa bát 40 thì hoàn toàn có thể liên hệ ngay với bên em nhé. rất nhiều các dòng súp đây các bác chơi loa 40 các bác cũng mạnh dạn đầu tư cho em những con súp bát 40 như này súp bát 40 như này đấy ở đây thì có một con súp này thì nó bị có một con nó bị vỡ vỡ cái con này này nó bị vỡ ở mặt sau kìa các bác nhé vỡ ở mặt sau à, chắc nó hơi khó khó để các bác xem đây đây này, con này nó bị dập bị dập góc đấy con này nó bị dập góc dòng sản phẩm uh, súp rcfgh 15 hàng của italy đấy con này nguồn xuyến đồng 100% phần trăm cho bác đầy đủ này đảo pha này tăng giảm volume này cắt tần này đấy chế độ line in line out Đấy, đầy đủ hết cho tất cả bác luôn. Công suất 1000W, công suất con này 1000W thì đối với một con mà nó đã bị đã có vấn đề về góc cách như kia kia rồi thì các bác ơi, ba con này thì em sẽ thanh lý cho bác. Bác nào mà lấy thì để bình thường đang bán 4 triệu 6 nhưng bác nào ngày hôm nay lấy thì để cho bác giá 4 triệu 300 nghìn thôi. Đấy giá vẫn bao ship tận nhà cho bác nhá. Giảm 300 000 bởi vì nó bị vỡ cái góc sứt một cái góc kia rồi nó bị hơi lõm lõm một chút nhưng mà không vấn đề gì. Anh em nào lấy thì liên hệ cho em nhá. Dòng loa Sub Bass 40. Đấy, dòng này thì côn của nó là côn Uh, cũng là dòng côn 76 thôi từ 190 thôi nhưng mà con này đánh rất là lực con này công suất của nó 1000 w đánh rất là phê luôn Đấy, em có hai con thì con này bán 4 triệu à, uh, 4 triệu 600 nghìn con trên thì thanh lý cho bác giá 4 triệu à, uh, 300 nghìn nhá ok lên nhanh một clip giới thiệu đến cho bác Đấy, thằng này nếu mà các bác nào mua bán rẻ cho bác thôi về làm uh, gọi là bốc vác rất là khỏe anh em nào lấy thì thanh lý cho bác con thằng 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 thu này thì giá nó chỉ loanh quanh khoảng tầm 2 triệu thằng này thôi thằng này làm ăn ít làm khỏe các bác nhá Ok, clip của em đến đây là kết thúc Những bác nào mà có nhu cầu sắm sửa những cặp loa hàng chất, hàng xịn Những dòng loa xịn ngon, đẹp như này Hay những đôi loa BMB Đấy, những đôi loa BMB này hiện tại giá nó lanh quanh có khoảng tầm 3 triệu rưỡi một đôi thôi các bác nhé 3 triệu rưỡi cho một cặp Ngày hôm nay thì giới thiệu đến bác toàn bộ những cái dòng loa hiện tại bên em đang bán Đấy, bác nào đang có nhu cầu sắm sửa thì có thể chốt đơn ngay các bác nhé Còn bây giờ thì em xin phép được kính chào và hẹn gặp lại bác trong những video clip lần sau Xin chào